Phim tài liệu của Harry Meghan bị tố sửa bài phát biểu của cố nữ hoàng Series phim của nhà giác xét chỉnh sửa bài phát biểu sinh nhật lần thứ 21 của nữ hoàng bằng cách bỏ đoạn bà nói về việc phùng sự quốc gia và chỉ tập trung vào phục vụ hoàng gia vĩ đại. Loạt phim tài liệu gồm 6 tập đang được chiếu trên Netflix mang đến cái nhìn sâu hơn về cuộc sống của công tước và nữ công tước dưới sắc xét, cũng như thảo luận về chế độ quân chủ Anh và khối thỉnh phương chung. Tuy nhiên, gần đây chuyên gia luyện thanh Susie Asfeld phát hiện ngay trong 3 tập đầu tiên chương trình của nhà sắc xét có vấn đề. Ở tập 3, bài phát biểu của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày 21 tháng 4 năm 1947, nhân sinh nhật 21 tuổi, được chiếu lại. Nguyên văn bà tuyên bố cả cuộc đời dù dài hay ngắn vẫn sẽ cống hiến hết mình cho công cuộc phụng sự người dân và hoàng gia vĩ đại. Tuy nhiên khi vào phim Harry and Meghan, những lời của nữ hoàng được chỉnh sửa còn. Tôi tuyên bố trước tất cả các bạn rằng cả cuộc đời tôi dù dài hay ngắn sẽ cống hiến hết mình để phục vụ cho gia đình hoàng gia vĩ đại của chúng ta. Bài phát biểu được chiếu khi các khách mời thảo luận về nữ hoàng và khối thỉnh phường chung. Nhà văn kiêm phát thành viên Arthur mô tả khối thỉnh vượng chung của nữ hoàng là đế chế 2.0, đồng thời các người hoàng tử Harry là người chống phân biệt chủng tộc. Phát hiện ra sự khác biệt này, Suzy nói trên kênh TikTok của cô rằng, tôi sẽ không thảo luận bất cứ điều gì về bộ phim tài liệu Harry and Meghan trên Netflix. Vì nó không liên quan đến tôi, tôi là một huấn luyện viên truyền thông, tôi giúp mọi người biết cách diễn thuyết và tôi thực sự thích các bài phát biểu. Đó là lý do tại sao khi có người bảo tôi, bài phát biểu sinh nhật lần thứ 21 của nữ hoàng bị chỉnh sửa, tôi đã phải kiểm tra ngay xem sao. Sau đó, Susie phân tích sự khác nhau giữa bản gốc và bản phát trên Netflix khi cụm từ phụng sự người dân bị cắt đi. Các bạn có nhận ra không? Bạn có thấy chỉ cần loại bỏ một vài từ là thay đổi hoàn toàn nghĩa của câu nói không? Huấn luyện viên lồng tiếng nói. Video của Suzy nhanh chóng thu hút sự ý của người dùng mạng và nhận về hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận. Một người viết, Chúa ơi, có vẻ như toàn bộ loạt phim trên Netflix của họ đều sẽ không có gì trung thực cả. Tuy nhiên, một người khác nói, trong cả hai bản tuyên bố bà ấy đều nói cống hiến cho chủ nghĩa đế quốc, ý nghĩa đều giống nhau dù bà ấy có nói phụng sự người dân hay không. Ngoài chi tiết này, series phim của nhà xuất sắc còn vướng nhiều chỉ trích khác. Cựu phát ngôn viên của nữ hoàng Dickie Arpiter cáo buộc Harry và Meghan giàn dựng nhiều chuyện không có thật. Dickie Arbiter, người từng phục vụ nữ hoàng từ năm 1988 đến năm 2000, cho rằng công tước và nữ công tước xứ xác xếp đưa ra những thông điệp lẫn lộn, đồng thời nói sẽ không ai tin lời họ.